Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Sen Đá của Tâm. Hôm nay chủ đề mà Tâm sẽ đưa đến cho mọi người đó chính là cái việc nếu mà sen đá bị thiếu nắng thì mọi người sẽ nghĩ ngay đến một chuyện, đó là đưa ngay nó ra nắng, đúng không? Vậy thì những cái việc mà các bạn sẽ gặp khi chúng ta đưa ngay một cây sen đá ra nắng nó như thế nào, thì thông qua cái clip ngày hôm nay hy vọng các bạn sẽ có cái nhìn chung hơn về việc chúng ta nên đưa sen đá ra nắng như thế nào, một cách gấp gáp hay là một cách chậm chậm từ từ. Chúng ta cùng xem clip ngày hôm nay với Tâm nhé. Trong quá trình mọi người chơi sen sẽ xuất hiện rất là nhiều những cái dấu hiệu của cái việc thiếu nắng. Đối với một cây sen đá thiếu nắng á, thì mọi người có thể nhìn thấy đầu tiên là phần lá của nó sẽ chuyển sang màu xanh ở trong như thế này. Phần trong lõi sẽ chuyển sang màu xanh và phần thân sẽ bị thưa và dài hơn ở đây. Để cho mọi người xem. Nó sẽ thưa và nó dài lên như thế này. Thì đây là những cái biểu hiện của một cây sen đá thiếu nắng. Đó, mọi người có thể thấy phần lá của nó sẽ dài hơn bình thường, suông ra, và phần thân cao lên để có thể đón được nhiều nắng nhất. Còn đối với một cây sen đá đủ nắng, mọi người có thể thấy phần lá của nó sẽ khít lại hơn như thế này, và ở trên phần ngọn thì nó sẽ chuyển màu hồng. Và nó có màu, thí dụ tùy theo cây thôi. Nếu những cây có màu thì nó sẽ lên màu như thế này. Phần thân lá rất là khít. Mọi người có thể nhìn xem đây là sự khác biệt giữa hai cây, một cây thiếu nắng và một cây đầy đủ nắng. Vậy đối với những cây thiếu nắng như thế này thì mọi người sẽ làm gì? Thường mọi người sẽ post lên những cái trang mạng xã hội để hỏi rằng cái cây mình đang bị hiện tượng gì. Và khi được những cái bạn trên hội nhóm trợ giúp là cây của bạn đang bị thiếu nắng, bạn cần phải tăng lượng nắng lên. Thế là mọi người sẽ đem nó ra ngay ánh nắng ban ngày và là nắng gắt, đúng không? Đó. Vậy khi mọi người đem ra nắng gắt ngay lập tức như vậy thì cái hiện tượng gì sẽ xảy ra? Mình sẽ cho mọi người xem nha. Ở đây mình có một chậu đá ma. Mình đã đem nó ra ngoài vị trí nắng full. Hiện tại là nó không có được che chắn gì hết, và vị trí này sẽ nhận nắng từ sáng cho đến là hết buổi chiều. Vậy khi mình đem một cây được che chắn và bảo vệ kỹ ra ánh nắng trực tiếp thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đầu tiên, hiện tượng mọi người gặp sẽ là cháy nắng như thế này. Mọi người có thể thấy những cái phần lá bị cháy đây nè. Đó, cháy rất là nặng nha. Đó. Đối với một cây sen mà khi mọi người đem từ trong vị trí nắng nhẹ ra ánh nắng trực tiếp gấp, khi mà mọi người lên mạng hỏi và người ta nói thiếu nắng, mọi người đem liền ra nắng gấp á, thì lúc này cái cây chưa có đủ diệp lục mọi người. Nó đang bị yếu và nó đang quen ở trong cái môi trường mát mẻ của nó. Lập tức gặp cái ánh nắng mà gắt á, buổi trưa, thì cái cây sẽ bị cháy. Và cháy rất là nặng nha. Tùy theo cái dòng sen. Đây là dòng đá ma, thì cái dòng này cũng là một trong những cái dòng rất là khỏe. Nhưng cái giai đoạn đầu khi mọi người đưa ra chắc chắn nó sẽ bị cháy, do nó chưa có quen với cái lượng nắng và cái nhiệt độ gắt của bên ngoài. Đó, thì đây mọi người trong tình huống này thì mọi người sẽ làm như thế nào? Thường á, khi mọi người gặp cái cây sen nó bị cháy như thế này thì mọi người lại lên mạng hỏi và chúng ta lại đem nó ngược trở vào nhà. Khi mà mọi người nhận được cái câu trả lời là cây sen đang bị cháy nắng rồi, đem nó vào mát đi. Và mọi người cứ đem ra đem vào như vậy, cây sen của chúng ta sẽ không thể thích nghi được. Có nghĩa là cây sen chúng ta sẽ phải có một quá trình làm quen. Đây là cái giai đoạn đầu tiên nó cháy nắng. Mọi người cứ để im nó như vậy. đó. Hoặc nếu mọi người đối với một dòng số dòng sen nhạy cảm á, thì nếu mà để im thì nó sẽ tiếp tục nó cháy luôn, thì chúng ta cần phải giảm bằng lưới lan đó. Mình sẽ nói cách đầu tiên đối với những dòng sen trâu bò trước nha. Đối với những cái dòng sen mà khỏe thì chúng ta có thể tập cho nó full nắng mưa bằng cách tăng nắng lên, đó là cách an toàn, là cách tăng nắng lên từ từ. Còn nếu mọi người không có điều kiện muốn tập nó liền luôn á, thì chúng ta cứ đưa thẳng ra ngoài nắng luôn như vậy đó, như vậy nè. Và chắc chắn giai đoạn đầu nó sẽ bị cháy. Mọi người phải đảm bảo cung cấp đủ nước cho nó trước nha. Phải cung cấp đủ nước cho nó trước. Đặc biệt là chúng ta sẽ cung cấp vào buổi chiều để cho cây nó có thể hút nước lên kịp đó, để và nó sẽ chống chọi lại được với cái nắng của buổi sáng đó. Nếu mọi người để lá khô thì cái cây nó sẽ không có đủ nước để mà nó chống chịu lại nắng đâu. Đầu tiên là phải cung cấp đủ nước nè vào buổi chiều nè. Nếu được thì chúng ta sẽ thổi khô hết những cái phần lá phía trên này, thổi cho bay sạch những cái nước đi để cho nó trên những cái phần lá này sẽ không có bị cháy. Rồi, cái thứ hai là hiện tượng đầu tiên mọi người gặp trong giai đoạn đầu khi mà đưa cái cây ra nắng liền đó, là nó sẽ bị cháy. Và chúng ta cứ để im như vậy, để im như vậy cho cây chúng ta quen, không di chuyển cũng không dời cây đi chỗ khác nha. Cứ để im như vậy, cây nó sẽ mọc cái phần lá mới ra và nó sẽ tự quen với lại cái việc mà cháy nắng này. Những cái lá mới ra nó sẽ thích nghi tốt hơn và nó sẽ không có bị cháy nữa. Tất nhiên là tùy vào cái lượng nắng của chỗ mọi người gắt hay không mà cái độ cháy của mọi người sẽ là nặng hay nhẹ, rất là khác nhau đó. Các bạn cứ để im như vậy và không dời cây gì hết nha. Đó là cách đầu tiên mà mình hướng dẫn. Còn đối với những cái cách an toàn hơn thì chúng ta sẽ tăng lượng nắng lên từ từ. Ví dụ mọi người lựa một cái chỗ mà nắng đến khoảng, đầu tiên chúng ta sẽ tăng lên từ từ khoảng 1 tiếng là khoảng thí dụ đến 11 giờ đi. Sau đó chúng ta sẽ tăng tiếp lên đến 12 giờ, đến 13 giờ. Đó, và chúng ta tăng nắng lên từ từ, cây chúng ta cách khoảng 1 tuần chúng ta thay đổi vị trí nắng một lần. Đó là cái cách mà an toàn hơn cho cây của chúng ta. Cách thứ ba là chúng ta sẽ đưa ra nắng nhưng mà chúng ta sẽ giảm một phần lưới lan nhẹ. Đó là cái cách mà cây thiếu nắng mọi người hồi phục. Còn muốn tập full nắng mưa thì chúng ta sẽ tập cái cách như mình nói đó. Thứ nhất, an toàn á, là các bạn cứ tăng giờ nắng lên từ từ, đừng có gấp gáp. Không phải nói cây thiếu nắng là các bạn đưa một cái ào ra nắng đâu. Đưa ra như vậy thì nó sẽ rất là dễ bị cháy liền, do cái cây lúc này đang yếu. Cách thứ hai là đối với những dòng khỏe thì chúng ta có thể đưa ra nắng trực tiếp và hiện tượng đầu tiên sẽ là cháy nắng. Chúng ta cứ mặc kệ nó để im cho nó quen và nhớ phải cung cấp đủ nước cho cây. Thì từ từ những cái phần lá mới ra nó sẽ quen và nó không có bị cháy nữa. Những cái phần lá cháy này thì không có phục hồi được đâu nha mọi người. Nó cháy là coi như nó hư luôn, đến khi mà cái lá này nó rụng thì thôi. Mọi người cũng đừng có cần quan tâm đến nó quá. Thực ra sen đá thì nó cũng một số dòng nó rất là khỏe mọi người, đặc biệt những dòng sen cành thì nó rất là khỏe. Do đó chúng ta không cần phải quan tâm quá nhiều đâu. Ở đây mình cứ để nó như vậy luôn. Ban đầu thì nó cháy nhưng mà từ từ thì những cái lá mới nó sẽ quen. Đợt trước mình cũng có để thử một số cây hồng mập lên nóc nhà hồi mình mới tập chơi rồi. Lúc đầu thì nó cháy nát hết, sau đó nó quen thì nó sẽ rất là bình thường. Đó, thì thông qua cái clip ngày hôm nay mình muốn cho mọi người xem cái việc mà nếu cây sen đá mọi người thiếu nắng, mọi người đưa ra nắng trực tiếp ngay lập tức thì cái hiện tượng gì sẽ xảy ra đối với cây sen của mọi người. Đó là cái việc cháy nắng, cho đó chúng ta cần phải cẩn thận nha. Đối với những dòng sen mà đặc biệt dòng sen đài á, thì mọi người nếu mà cái cây nó bị cháy nắng mà cháy đến mức mà không thể phục hồi được nữa thì cái khả năng cứu sống nó rất là thấp nha. Mọi người cần phải cẩn thận cái việc đó. Cây sen thiếu nắng thì tùy vào cái loại sen thì chúng ta có thể tập đưa ra nắng từ từ chứ không phải là đưa gấp ra liền đâu nha. Rồi, xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Nếu mọi người thấy clip hay có thể ấn like và bấm đăng ký kênh của Tâm, cũng như là bấm vào cái nút chuông để nhận những thông báo mới khi Tâm ra những clip mới hơn nhé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.